Xin chào tất cả các con Cô xin tự giới thiệu Cô là cô Kiều Anh Giáo viên môn tiếng Việt lớp 3 của Học Mãi Và ngày hôm nay thì qua clip này Cô sẽ hướng dẫn cho các con Cách có thể làm được rất là dễ dàng Bài tập về nhân hóa Như chúng mình đã biết thì Hai biện pháp so sánh và nhân hóa Là hai nghệ thuật được sử dụng rất nhiều Trong các bài thơ, bài văn Vậy thì nếu như chúng mình có thể thấy là Ừ, làm so sánh dễ đấy chỉ cần ví dụ so sánh hai hiện tượng hai sự vật có nét tương đồng với nhau thì sang nhân hóa tại sao lại có thể gặp khó khăn hơn nhỉ vậy thì ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho chúng mình đi vào tìm hiểu chuyên đề đó là cách làm các bài tập về nhân hóa thứ nhất cô muốn nhắc lại cho chúng mình uh, nhớ lại vậy thì nhân hóa là gì đây nhỉ khi mà chúng mình nắm được khái niệm về biện pháp tu từ, từ nhân hóa thì cô tin rằng là việc mà các con xác định các sự vật này hay ứng dụng các câu văn có hình ảnh nhân hóa ở trong đấy thì rất là dễ dàng. Vậy thì đầu tiên hãy cùng với cô nhắc lại về khái niệm. Thứ nhất, nhân hóa sẽ là cách gọi hoặc tả những sự vật bằng các từ ngữ được dùng để gọi hay tả con người. Và nhờ đó nó làm cho Chúng trở nên gần gũi với con người hơn, biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm giống như của con người vậy. Chắc chắn sẽ có bạn thắc mắc rằng, "Ơ cô ơi, thế vậy sự vật ở đây là những gì ạ?" Rất dễ các bạn ạ. Sự vật ở đây của cô thì gồm có con vật, có cây cối, đồ vật hay các hiện tượng. Chúng mình lưu ý vậy sự vật của cô thì gồm có những cái uh, yếu tố sau con vật này, đồ vật này, cây cối, hiện tượng. Vậy thì từ những cái gợi ý minh họa đó, các con có thể nhìn những uh, bức tranh xung quanh cái nội dung này của cô, các con có thể thấy ở đây cô có con vật đó là một con voi, nhưng cô sẽ không gọi là con voi, cô sẽ gọi là chú voi con chẳng hạn, đúng không? Như vậy là cô đã nhân hóa con voi này gọi nó như là gì nhỉ? Như là một con người rồi. Tiếp theo, ở hình ảnh bên cạnh đây cô có một chú gấu rất là dễ thương, đúng không nào? Mà cô vừa gọi bạn ấy là gì ấy nhỉ? À cô gọi là chú gấu đúng không? Cô không gọi chỉ là con gấu đơn thuần Nhưng cô đã gọi nó bằng cách gọi như là con người Chúng mình có thể nhìn thấy này Những con vật nào mà nhỏ bé bay bay xung quanh có màu tím đây hả các con? À chính xác là những con bướm phải không? Nhưng cô không gọi nó là con bướm Mà cô gọi là những chị bướm xinh đẹp chẳng hạn Hoặc là những cô bướm đỏ dáng Như vậy là cô đã sử dụng phép Nhân hóa vào trong việc gọi tên các con vật rồi à, Như vậy là chúng ta có con vật rồi Vậy thì à, các con nhìn xem ở góc màn hình của cô Đây là gì ở cả lớp? À, đây là hình ảnh của mặt trời Hình ảnh mặt trời này của cô có mắt, có mũi, có miệng Giống như là một con người vậy Thậm chí là còn có cả tay nữa Vậy thì cô không gọi đây chỉ là mặt trời không Cô nhân hóa lên, cô sẽ gọi đây là ông mặt trời đang tươi cười chẳng hạn như vậy thì cô không chỉ gọi là ông mặt trời mà cô còn đang miêu tả mặt trời đang tươi cười vì chúng ta nghĩa là cô vừa sử dụng cả gọi và tả rồi vừa rồi là một số hình ảnh nhân hóa mà cô đã lấy ví dụ minh họa cho các con vậy thì nhân hóa là gọi hoặc tả những cái sự vật đó giống như là con người vậy làm cho sự vật trở nên gần gũi thân thiện biểu cảm được những tình cảm như con người rõ ràng là việc đơn thuần chỉ gọi là con voi, con gấu, con bướm, mặt trời mà chúng ta nhân hóa nó lên thì các con thấy những hình ảnh này rất là gần gũi, dễ thương và sinh động hơn rất nhiều đúng không? Cô đã hướng dẫn cho các con về khái niệm của nhân hóa. Vậy thì từ việc xác định được các sự vật mà chúng ta cũng sẽ tìm được sự vật ở trong câu nhân hóa. Ví dụ cô Kiều Anh có câu sau. Ông mặt trời tươi cười chào ngày mới vậy với câu trên của cô kiều anh thì các con thử xác định cho cô sự vật được nhân hóa ở đây là gì chính xác sự vật ở đây chính là mặt mặt trời đúng không tương tự như vậy nếu như cô có câu là cô bướm à, khoe bộ cánh mới thì chúng mình sẽ xác định sự vật ở đây được là được nhân hóa là cô bướm phải không như vậy chúng mình để đối với các cái dạng bài là xác định từ uh, xác định từ chỉ sự vật được nhân hóa thì các con phải nhắm được à sự vật ở đây là con vật này sự vật ở đây là cây cối này sự vật ở đây là đồ vật này sự vật ở đây chính là các hiện tượng như mưa gió nắng đúng không mặt trời mặt trăng các ngôi sao Cây cối có thể là cây bàng, cây tre, cây phượng Con vật là con mèo, con chó, con gà, con lợn Rồi đồ vật thì có thể là cái bút, cái thước, cái tủ cái bàn, cái cặp, những đồ vật xung quanh các con Khi chúng ta gọi nó, miêu tả nó như con người Thì chính là các con đang sử dụng phép nhân hóa Tiếp theo thì cô sẽ hướng dẫn cho chúng mình Vậy thì nhân hóa thì gồm có những cách nào đây? Thứ nhất, như cô vừa nói, chúng ta có thể gọi sự vật bằng những từ ngữ để gọi con người, ví dụ như là bác gà trống, chú ếch con. Tiếp theo, cách thứ hai đó là chúng ta miêu tả. Miêu tả sự vật bằng những từ ngữ dùng để tả con người, ví dụ như là đám mây thì dạo chơi, chú ếch thì ngồi học bài. Rõ ràng là nếu như chúng mình nhìn thấy đám mây bay ở trên trời thì đấy chưa phải là nhân hóa, nhưng khi các con gọi là đám mây đang dạo chơi với nhau thì rõ ràng là khi mà miêu tả nó hành động, miêu tả hành động dạo chơi là các con đang gán nó với hành động của con người phải không? Chú ếch ngồi học bài cũng tương tự như vậy. Cách nhân hóa thứ ba mà cô muốn giới thiệu với các con, đó chính là chúng ta nói hay cô còn gọi là xưng hô với con vật thân mật thân thiết như với con người. Cô có thể nói là "chị gió ơi" hoặc là chiếc xe lu tự giới thiệu "Tôi là xe lu". Vậy thì ở cách thứ ba cô sẽ nói hoặc xưng hô với sự vật thân mật như là con người. Vậy thì ở đây cô đã hướng dẫn cho các con có 3 cách để có thể sử dụng cái phép nhân hóa đó là gọi, tả hoặc nói, xưng hô. Tuy nhiên cô muốn lưu ý thêm với các con ở phần tả. Đối với việc tả con vật hay đồ vật cây cối gọi chung là sự vật, cô có các cách tả sau. Thứ nhất đó là miêu tả hành động. Nếu như các con nhìn vào ví dụ của cô thì có thể thấy Đám mây dạo chơi nghĩa là cô đang miêu tả về hành động đúng không? Chú ếch ngồi học bài là cô đang miêu tả về hành động. Thế nhưng nếu như cô nói là chú chim sẻ buồn thiêu ở trên cành thì buồn thiêu ở đây không phải là miêu tả hành động nữa mà là đang nói về cái gì nhỉ? Về tâm trạng của chú chim sẻ đấy đúng không? Vậy thì thứ hai cô có thể miêu tả không chỉ hành động, cô miêu tả về tâm trạng. Tâm trạng một uh, cách xây dựng việc uh, miêu tả sự vật bằng cách nhân hóa nữa nếu như các con nghe câu sau đây của cô nhé lúc nãy cô vừa lấy ví dụ là các chị bướm rất là đỏm dáng đúng không nào các chị bướm đỏm dáng khoe thân hình mảnh khảnh của mình chẳng hạn vậy thì các con thấy cô đang miêu tả cái gì của chị bướm đây không phải là hành động đúng không mà là gì à các chị bướm đỏm dáng khoe thân hình mảnh khảnh nghĩa là cô đang miêu tả về ngoại hình vậy thì chúng ta sẽ có một ý thứ ba về việc miêu tả đó là chúng ta miêu tả ngoại hình sau hành động tâm trạng và ngoại hình thì còn có một ý nữa cô muốn các con lưu ý về việc miêu tả sự vật đó chính là miêu tả về chính là tính cách chúng mình có thể nói là uh, đối với hình ảnh của chú và con lúc nãy bạn voi tươi cười rất là trông rất là hiền lành đúng không thế thì lúc này cô đã gán cho bạn voi đó tính cách là hiền lành đúng không rồi nếu mà chúng ta nhìn thấy một con rắn đang bò thì nói đến rắn thì có con nghĩ có thể gán cho cái bác rắn đấy tính cách là có thể trông rất là gì nhỉ ghê gớm hoặc là độc ác chẳng hạn thì như vậy mỗi con vật thì chúng ta cũng sẽ có thể gán tính cách này hiền lành này vui vẻ này hoạt bát này rồi là uh, tinh danh có, có những con vật xấu thì là độc ác chẳng hạn thì chúng ta cũng gán với nó gán với các cái sự vật đó cái tính cách như với con người vậy làm thế nào để có thể đạt được những câu văn có sử dụng biện pháp nhân hóa đó là khi các con nắm được các cách nhân hóa sự vật thứ nhất chúng ta có thể gọi À ví dụ bình thường chúng ta gọi bố mẹ này, ông bà, cô chú gì, anh chị em. Vậy thì gọi con người như thế nào? Chúng ta có thể gán với các sự vật đó cách gọi tương đương. Ví dụ, tộ, cô có uh, một cái bút thì cô sẽ không gọi là cái bút nữa mà cô sẽ gọi là anh bút chì chẳng hạn, đúng không? Rồi, đó là về đồ vật. Chúng ta nhìn thấy cây bàng ở ngoài sân trường rất là già rồi thì chúng ta không nên gọi là uh, anh cây bàng nữa cây bàng đã già sống lâu như thế thì chúng ta có thể gọi là bác cây bàng hoặc bác phượng vĩ chẳng hạn thế thì cái việc gọi tên các con cũng phải nêu nó phù hợp với cả cái sự vật khi nắm được uh, cách gọi rồi chúng ta muốn đặt một câu với sự vật miêu tả thì chúng ta nắm được cho cô miêu tả về hành động miêu tả về tâm trạng ngoại hình và tính cách như cô vừa lấy ví dụ chú ếch ngồi học bài như vậy là cô đã nhân hóa rồi phải không cuối cùng cách nhân hóa nói và xưng hô chị gió ơi hay tôi là xe lu thì gió và xe lu gió là hiện tượng đúng không xe lu thì là đồ vật vậy thì cô đã gọi này xưng hô chị gió ơi hay là uh, nếu như các con miêu tả về cây uh, phượng ở ngoài sân trường thì các con không chỉ là bác phượng già thì đấy là một cách nhưng các con có thể đối thoại, nói chuyện, trò chuyện với bác. Bác Phượng Vĩ ơi, bác hãy cứ luôn nở những bông hoa tươi đẹp để bọn cháu cùng ngắm nhé chẳng hạn. Thì khi mà con viết vào như vậy thì tức là chúng ta đang xưng hô, trò chuyện với cả sự vật giống như là con người vậy. Vừa rồi thì cô Kiều Anh đã hướng dẫn cho các con một số những cái cách để chúng mình có thể ứng dụng được vào việc đặt câu nhân hóa và có thể xác định được các sự vật. Vậy thì sau đây cô Kiều Anh có một số bài tập, có một bài tập nhỏ nhỏ cho chúng mình. Các con quan sát giúp cô bức tranh trên và có thể gọi cho nói cho cô xem là có những sự vật nào xuất hiện không nhỉ? À, có. Đầu tiên chúng mình nhìn thấy có các con vật. Có một đàn vịt đúng không nào? Có vịt mẹ và hai chú vịt con đang bơi ở trên trên ao hoặc ở trên một hồ nước. Xa xa thì có một gì nhỉ? Có một con ếch. Chúng ta có thể gọi là một anh ếch đang nhảy lên trên bờ. Ngoài những con vật thì chúng ta thấy có cây cối ở đây là những cây gì? Đúng rồi, đây là những cây những bông hoa sen phải không? Vậy thì cô muốn giao cho nhiệm vụ uh, giao nhiệm vụ cho các con đó là từ bức tranh trên của cô đặt cho cô hai câu văn có sử dụng biện pháp nhân hóa. Vậy thì các con nhớ lại xem cô kia anh đã dạy chúng mình những gì? Có thể gọi tên các con vật này là chị vịt bầu chẳng hạn này, anh ếch xanh chẳng hạn này và gán cho chúng hành động. Ví dụ như đang Uh, chị vịt bầu thì đang bơi cùng với cả hai người con của mình thì chúng mình có thể là đang dạy các con đi kiếm ăn hoặc đang dạy các con cách uh, uh, đang dạy các con khám phá cái hồ ao mới. Anh ếch xanh thì đang tập nhảy xa chẳng hạn thì đấy là khi mà chúng mình đã biết gán các cái sự vật, các con vật của uh, xuất hiện ở đây bằng cách gọi, cách miêu tả uh, tâm Chúng mình có thể nhìn này, ngoài hành động thì các con thể gắn cho tâm trạng. Chị vịt bầu thì đang rất là vui vẻ, tươi cười hớn hở trò chuyện với các con, đúng không? Chị vịt bầu trò chuyện với các con như vậy chúng ta đã gắn được hành động. Tâm trạng thì rất là vui vẻ chẳng hạn. Ngoại hình thì chúng mình có thể nói là chị vịt bầu vừa mới tắm rửa xong khoác lên mình một cái áo trắng mới trông thật là đẹp chẳng hạn. Vậy thì chúng mình đã biết là miêu tả về ngoại hình, tính cách anh ếch xanh thì chúng mình nhìn thấy các bạn ếch các con ếch thì thường là nhảy rất là nhiều thế thì có thể gán cho anh, anh ếch tính cách là rất là hoạt bát năng động sôi nổi vui vẻ phải không anh ếch xanh uh, uh, tính cách rất là vui vẻ uh, trêu đùa mẹ con nhà chị vịt chẳng hạn đó thế thì với các cái cách mà cô kiều anh vừa hướng dẫn xong thì các con thấy việc đặt câu với phép nhân hóa rất đơn giản phải không nào vừa rồi là một số chia sẻ của cô kiều anh tới các con về việc uh, xử lý các bài tập liên quan đến biện pháp nhân hóa cô mong là sẽ rất giúp ích cho chúng mình với uh, nội dung học ở trên lớp cũng như là khi các con làm bài tập cô xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con trong những clip tiếp theo